Hello các anh em ơi, máy bãi bây giờ hiếm quá các anh em nhá. Đấy, thế nên là bây giờ cửa hàng chúng em làm một cái video thanh lý cho anh em mấy cái mặt hàng máy mới mà cửa hàng chúng em đang bán với cái giá cho anh em rất là ưu đãi luôn anh em. Chỉ có trên video ngày hôm nay thôi anh em nhá. Đấy, với cái giá thành này chỉ có trên video ngày hôm nay mới có cái giá như thế này thôi. Đây, và có thanh lý cho anh em này một cái bình điện này, hai chiếc máy cưa, hai chiếc máy cắt cỏ. Đấy, đây là phụ tùng nông nghiệp. Anh em nào đang cần tìm máy cưa, máy cắt cỏ hay là bình xịt thuốc thì xem video ngày hôm nay nhá. Giá thành thì anh em khỏi cần phải lăn tan đi anh em. Đầu tiên là con H1 này. H1 là cái bình xịt thuốc sâu này thì thanh lý cho anh em với cái giá 550k thôi anh em nhá. Đây, con này thì nó sẽ theo cho anh em là hai cái cần cần này để nối cho nó dài ra này, cần này cần phun nước sâu này. Đấy, và đây là có tổng cộng là 1 2 3 4 cái bếp. Đấy, 4 bếp rất là đầy đủ nha, để cho anh em về xịt nha. Một cái cục sạc này. Đấy, đây là phiếu bảo hành. Con này sẽ bảo hành 3 tháng cho anh em nhá. Dòng này thì nó là bình điện này, bình điện Japan chất lượng cao anh em nhá. Đó, công nghệ của Nhật Bản cho anh em luôn. Đây, hàng này thì anh em nhìn là biết rồi, nó thiết kế cho anh em rất là chất lượng nha. Đây. Đó, anh em nhìn không? Có cái bảng chắn ở đây để cho giúp cho này cái phần công tác này cũng như lấy này không bị nước nôi nó vào nha anh em nhá. Đây, dây đeo, dây điếc của nó đầy đủ hết ở đây cho anh em rồi. Đấy. Con này thì nó sử dụng là bình ắc quy, là bình ắc quy 8A nha anh em nhá. Bơm là bơm đơn, nhưng mà con này thì ra nước cũng khá là khỏe cho anh em luôn. Đây. Đấy, nước đấy, điện lên đầy đủ hết cho anh em nha. Đấy, không dám bật vì nước nó chảy ra anh em. Đấy. 550k cho cái bình H1 này thôi anh em nha. Đấy, anh em cần tìm bình thuốc sâu thì liên hệ ngay cho bên em. Rồi, tiếp đến là con H2 này, là một chiếc máy cưa mini cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình. Đấy. Con này thì nó là máy cưa mini, con này là khoảng tầm 3kg thôi. Trên video ngày hôm nay bán thanh lý giá cực kỳ ưu đãi 1.2 triệu. 1.2 triệu cho con máy cưa mini này anh em nhá. H2 nhá anh em nhá, H2. Anh em mua bán của bên em ấy, ví dụ anh em ưng con nào ấy thì chỉ bảo anh mua con H mấy là được anh em nhá. Tránh tình trạng anh em đọc tên máy ra thì cả chúng em rất là khó biết anh em muốn mua con gì. Thì em có đây dấu ký tự là cái chữ ở đây rồi này. Đây là H1 này. Đấy, anh em muốn mua cái H1 thì anh em bảo là anh muốn mua con H1, anh em muốn mua con H2 thì bảo là muốn mua con H2. Muốn mua con H23 bảo là H3 nhá, H4, H5 đấy. H2 là một máy cưa xích Kamatsu. Đấy, con này thì cân nặng khoảng tầm 3 kg, xích lam, xích là dài 3 tấc anh em nhá. Xích là xích chung 91, xích này thì mua bán trên thị trường cực kỳ nhiều rồi. Đấy, bán thanh lý cho anh em, bảo hành 6 tháng cho anh em nha. Con này thì về cho anh em cắt cành tỉa nhánh này. Đấy, hoặc là anh em nào mà làm tỉa cây cảnh đồ linh tinh, cắt củi nấu rượu đấy, anh em lớn tuổi rồi ấy, cần một chiếc máy cưa nhỏ gọn, cầm nắm được một tay, leo trèo trên cao nhá anh em nhá. Họ ra test nổ cho anh em nghe qua này. Em thấy ok chưa? Đấy. H3 nhá, là một con máy cưa xích to khỏe để khai thác. Đấy, con này thì để cho khai thác anh em nha. Con này thì cân nặng khoảng tầm 7kg luôn anh em. Con này là máy lớn cho anh em về sử dụng khai thác nha, cắt hạ gốc cây này. Đấy, anh em đời đang gọi như là cắt hạ gốc cây, cần một chiếc máy cưa xích to đây, đáp ứng đủ công suất cho anh em. Đây, thanh lý trên video ngày hôm nay có 1.5 triệu thôi anh em nha. 1.5 triệu con H3. Con này thì nó tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em này. Lam sẽ dài là 55cm cho anh em. Con này là lốc hợp kim nhôm luôn anh em nhá. Lốc hợp kim nhôm luôn. Nên là nó chịu nhiệt rất là tốt. 1.5 triệu cho con máy này. Hàng này thì nó là hàng chất lượng cao đấy anh em. Sử dụng hai ốc chân lam vặn trực tiếp vào khóa 13 này anh em nhá. Đấy, máy là máy to, máy lớn cho anh em về sử dụng nghe. Thì anh em khỏi cần phải lo lắng nha anh em nhá. Trên video ngày hôm nay bán với cái giá rẻ mát cho anh em luôn. Với cái giá anh em không cần phải lăn tan nha. Quan trọng là chất lượng thôi. Mà cửa hàng chúng em thì anh em mua bán của bên em nhiều là biết rồi. Bên em chuyên cung cấp những hàng máy chất lượng cho anh em. Rồi, anh em thấy ok cho anh em. H3 giá 1.5 triệu nha. Rồi, đấy là hai con máy cưa. Bây giờ là qua hai con máy cắt cỏ này. Hai con máy mắt cắt cỏ. Đầu tiên là con H4. Con này thì công suất nhỏ nhỏ, nòng và tầm trung nhá. Con này thì nó công suất tầm trung. Nòng của nó này là 36mm, công suất là 33cc. Máy là máy Fukiwa, tên máy là Fukiwa nhá anh em nhá. Đấy, giá bán này rẻ mạt luôn, 1.4 triệu. Đấy, anh em thấy ok chưa? Tum này, dạng là tum to nhá anh em nhá.
côn là côn to, côn chất lượng đây anh em. Đấy anh em nhìn phần tum nó thiết kế rất là chắc chắn là anh em biết rồi. Chân chống này, con này thì nó dạng thiết kế là chân chống sắt nha anh em, chứ không phải chân chống nhựa nha anh em nha. Chế là chế Zin 3 Master Pro nên là hốc xăng như ngửi cho anh em luôn. Một ngày xài tẹt ga hết tầm khoảng 2 lít xăng. Đấy, đây là phần cùm máy này anh em, nhìn là phần cùm là anh em biết rồi, nó thiết kế con mày là đảm bảo ra làm sao rồi đúng không? Đấy, nhìn bốn con ốc này rất là to nha và cứng cáp. Anh em sử dụng khỏi phải lăn tăn. Đây, tay ga là tay ga bộ này để cho tình trạng không bao giờ bị nước hay là bụi bẩn nó bắn vào dây ga làm hỏng dây ga, làm kẹt dây ga nha. Sử dụng rất là bền. Đây, phần đầu bò của nó đây anh em. Máy móc là máy mới 100% cho anh em về sử dụng nha. 1,4 triệu cho con máy này. Rồi, giờ test nổ cho anh em nghe qua này. Đấy. Con này thì để cho anh em nào ấy ạ, một chiếc máy cưa cắt cỏ nhỏ nhỏ, anh em muốn xài thì lấy con này cho cửa hàng chúng em nhá. Đấy. Rồi, cuối cùng này là con H5. Con này thì máy cắt cỏ. Nhưng mà máy này thì máy là máy khủng long luôn anh em. Con này là máy lớn nha anh em nhá. Máy lớn. Máy lớn đấy anh em về để cho anh em chuyên về sử dụng rẫy nương nhiều này, đập phát cước này, sử dụng chuyên nghiệp này, giá bán thì sao? Thanh lý trên video rẻ mạt. 1,950,000. Anh em thấy ok cho anh em. Tích hợp chụp giật trợ lực này, Hukama 541 nha, nòng là 40mm. Công suất con này là 41cc. Đây, 541 đây anh em nhá. Đấy, côn là côn to luôn này. Thiết kế này, cái phần tum này anh em biết rồi, rất là chắc chắn. Đấy, rất là nhiều ốc ác nha anh em nhá. Dòng này thì nó cũng là dòng chế Zin 3 Master Pro, hốc xăng như người. Một ngày hết tầm khoảng 3 lít xăng, sử dụng tẹt ga. Một ngày hết tầm khoảng 3 lít xăng cho con này nha. Đây, tay ga là tay ga kiểu dạng tay ga kiểu Nhật, tay bóp rất là nhẹ nhàng anh em nhá. Cầm nắm được một tay, có tăng chỉnh ở đây được luôn này. Đấy, tăng chỉnh ga thấp ga cao này. Đấy, vặn cái núm này. Đấy, thấy ok cho anh em. Đây, dây ga là dây ga này. Nó có cái luột gà ở đây để giúp cho anh em là không có tình trạng nước vào hay là bụi bặm vào này. Đấy, đầu bò là dạng đầu bò như kiểu là đầu bò của máy 5-6 triệu luôn nha anh em nhá. Đấy, đầu bò rất là dày dặn và chất lượng này anh em nhìn thấy chưa? Đó. Con này H5 giá 1,950,000 bán trên cái video này cho anh em về sử dụng lấy tình cảm là chủ yếu này. Anh em thấy ok giờ đây, cái này này. Lọc gió của nó là lọc gió hai lớp luôn anh em nhá, chứ không phải lọc gió một lớp. Nên là nó ấy. Đấy, anh em thấy không? 1 này, 2 này anh em thấy chưa? Đấy. Hukama 541 nha, con này thì về cho anh em chuyên sử dụng đập cước cho em. Anh em nào mà đập cước rẫy nương nhiều thì lấy con này nhá. Đó, về là anh em đập cước, con này thì rất là khỏe khoắn luôn anh em. Chân chống dạng chân chống sắt luôn này anh em, thấy đảm bảo ok cho anh em. Đấy, mọi cửa hàng chúng em bán thanh lý 5 mẫu máy. Anh em đang cần tìm máy nào thì liên hệ cho bên em nhé. Máy bên em thì cam kết chất lượng cho anh em rồi. Giá thành thì chỉnh trên video ngày hôm nay thì mới có cái giá ưu đãi như ngày hôm nay thôi. Anh em đang xem video rồi cảm thấy ưng thì liên hệ ngay cho bên em anh em nhé.